Chào tất cả các học sinh đã quay trở lại với kênh YouTube Tốn Các Bạn. Hiện tại chúng ta đã qua chương số 2, phương trình mũ và phương trình logarit. Và đây chính là bài số 3, mở đầu cho bài logarit. Chúng ta có ví dụ mở đầu. Để tìm hiểu về cái khái niệm logarit, chúng ta có một số công thức. Và đương nhiên, các công thức này thầy sẽ không đi sâu. Và đường link thầy để trong cái phần bình luận, các bạn cứ kéo xuống phần bình luận. Chúng ta có một số công thức. Ở nội dung ngày hôm nay thì chúng ta có một số dạng toán. Ví dụ, chúng ta có khá nhiều bài tập và thầy chỉ giải một số bài tập và phần còn lại là dành cho các bạn rèn luyện và thầy sẽ sửa ở video tiếp theo. Chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, thầy nhắc lại về cái khái niệm logarit. Ở đây thầy không đi sâu vào chi tiết, mà thầy chỉ nói về cái khái niệm, các bạn hiểu sao cho nó thật là đơn giản. Thầy có ba ví dụ mở đầu như sau. Yêu cầu là tìm x thỏ 2 mũ x bằng 4, thì các bạn có thể là biết ngay hoặc là nhẩm ngay là x bằng bằng 2. Nhưng mà thầy cho một ví dụ khác, ví dụ như tìm x thỏ là 3 mũ x bằng 2087, hoặc là thầy đổi lại 3 mũ x bằng một số khác. Thì chúng ta tìm x như thế nào? Thì khi đó nó nảy sinh lên một cái khái niệm mới, đó chính là khái niệm logarit. Và 3 mũ x bằng 2187, thì khi đó x đây nó sẽ bằng logarit cơ số 3 của 2187. Thay đổi lại, 3 mũ x bằng 2187 thì x bằng logarit cơ số 3 của 2187, và trong máy tính chúng ta có thể bấm logarit cơ số 3 của 2187 và chúng ta sẽ biết được là bằng bằng 7. Như vậy, nếu cái bài toán yêu cầu là tìm x thỏ a mũ x bằng b với a dương khác 1 và b lớn 0, thì từ đây chúng ta sẽ có được là x nó sẽ bằng logarit cơ số a của b. Ở đây thầy sẽ đi thẳng vào công thức luôn và thầy sẽ không có đi sâu vào cái khái niệm. Chúng ta có một số lưu ý. Ở đây là cơ số a của b. Nếu a đây đặc biệt, ví dụ như a là cơ số 10, thì thay vì người ta ký hiệu là logarit cơ số 10 của x, thì người ta cũng có thể ký hiệu là log x. Đây là log hoặc là lg. Trường hợp thứ hai là nếu a nó chính là cơ số e đó chính là 2,7, thì các bạn biết e nó chính là ở vị trí này đây. Nếu x nếu cơ số e thì người ta còn gọi là log NB của x, đây là LNX. Chúng ta đây là mặt về mặt ký hiệu. Chúng ta còn có một số điểm lưu ý, ví dụ như là logarit cơ số a của 1 thì bằng 0. Lý do vì a mũ 0 thì bằng 1. Ở đây các bạn nhìn, đây là a mũ x bằng b. Như vậy a mũ 0 bằng 1, hoặc là gì? A mũ 1 thì bằng a. Như vậy logarit cơ số a là bằng bằng 1. Và một số công thức khác các bạn có thể tải về hoặc là các bạn xem trong sách giáo khoa. Sau này nếu các bạn gặp vấn đề thì thầy sẽ đi sâu lại các bước và phân tích công thức này. Bây giờ chúng ta đi vào một số dạng bài tập. Ở dạng bài tập đầu tiên, đó chính là chúng ta ứng dụng logarit trong việc tìm cơ số kiểu như thế này. Có hai bài tập nó tương đương nhau là bài tập số 5 và bài tập số 11. Thì nếu chúng ta làm tự luận thì cách làm nó sẽ tương đương. Bây giờ thầy sẽ làm theo kiểu tự luận trước ở bài tập số 11 này. Ở bài tập số 11 thì chúng ta sẽ dùng công thức là x mũ nm nhân x mũ n, nó là x mũ nm cộng cộng n. Như vậy tích nếu nó cùng cơ số thì chúng ta sẽ cộng số mũ lại, đó là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai mà thầy áp dụng đó là căn bậc nm của
E mũi N thì nó sẽ là E mũi M chia cho M. Cái đây là số mũ, cái dưới đây là số căn, tức là căn bậc. Như vậy số mũ thì nằm trên và số căn thì nó nằm dưới, tức là căn bậc M. Thì bài tập số 11 này chúng ta có thể hình dung đây chính là x mũ 1 phần 2 nhân cho x mũ 1 phần 3 nhân x mũ 5 phần 6. Thì khi đó chúng ta chỉ việc là cộng dồn số mũ lại là xong. 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 5 phần 6. Như vậy chúng ta sẽ có được là x mũ 5 phần 3 là phương án D. Nhưng cách làm tương tự này nếu chúng ta áp dụng qua bài tập số 5 thì sao? Thì rõ ràng chúng ta sẽ vướng khá nhiều vấn đề. Đây. Nếu chúng ta nói về tự luận thì khi đó ở bài tập số 5 chúng ta còn thêm một công thức. Thầy sẽ ghi ở vị trí này, tức là căn lòng căn. Căn bậc M. Phía trong này là căn bậc N. Thì khi đó nó sẽ căn bậc M nhân N của A. Như vậy bài tập số 5 này nếu chúng ta làm tự luận thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Có hai kiểu và thầy sẽ lựa chọn một kiểu. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy đây chính là x mũ 1 phần 2. Ở đây thầy cho điều kiện là x dương y dương. Tiếp theo nó sẽ nhân cho x mũ 3. Ở đây có căn bậc 2, căn bậc 2. Như vậy nó sẽ là V4. Tiếp theo phía phía trong này, như vậy nó sẽ là x. Số mũ nằm trên, như vậy đây là 1. Phía dưới là bao nhiêu? Đây là 2 nhân 2 nhân nhân 3. Và tương tự ở phía phía cuối cùng là x mũ mũ 5 chia cho đây là 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3. Thì chúng ta sẽ có được là số mũ của x chính là A. Chúng ta cũng có thể là sử dụng máy tính, thầy sẽ làm thử cho các bạn xem. Chúng ta sẽ cộng dồn số mũ lại. Đây là 1 phần 2 cộng cho 3 phần 4 cộng tiếp ở đây 1 phần 12 cộng tiếp 5 phần, ở đây là 4 9 36. Nó sẽ ra là x mũ 53 phần 30 16. Tương tự đối với số mũ của y thì khi đó chúng ta sẽ có được A với B. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là thầy sử dụng Casio như sau. Chúng ta sử dụng cái công thức, thầy sẽ ghi lại cho các bạn xem. Đây. Hoặc là hệ số mũ. Các bạn xem. Log cơ số A của MOX thì nó sẽ bằng bằng X. Thầy chính xác là thầy sẽ đang sử dụng công thức này ứng dụng vào cái việc là tìm tìm số mũ, và thầy sẽ hướng dẫn bấm như sau. Các bạn hãy suy nghĩ là vì sao mà thầy bấm được như vậy. Nếu trong bài toán chúng ta chỉ có một cái biến x thì ở phía dưới này chúng ta nhập là x. Ở bài này nó có hai biến x y, như vậy phía dưới này chúng ta nhập vào là x nhân y. Tiếp theo cộng với trên chúng ta sẽ bấm y chang như vế trái. Đầu tiên là căn bậc 2 của x, tiếp theo là căn bậc 2 của x mũ 3 nhân cho y nhân y. Tiếp theo chúng ta nhân cho căn bậc 3 của x nhân cho y bình. Tiếp theo chúng ta nhân cho căn bậc 3 của x mũ 5 nhân y. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta gọi. Lưu ý ở đây nếu muốn tìm ra cái số mũ của x thì thầy sẽ cho x là một giá trị khác một và y là bằng một. Bởi vì khi y bằng một thì chúng ta hình dung cái vế trái này nó toàn là theo x. Như vậy thầy cho x bất kỳ, ví dụ thầy cho x bằng 2 nhưng sao là một số dương thì thôi, thầy cho x bằng 2, y bằng 1 thì chúng ta sẽ có được là số mũ của x là 53 phần 36. Thầy sẽ ghi ngay đây, x mũ 53 phần 36. Bây giờ tới số mũ của y thì thầy lại tiếp tục gọi.
x bằng 1 và y là số bất kỳ dương, ví dụ thầy cho số 2 thì khi đó thầy sẽ có được y là bằng 4 phần 9. Như vậy yêu cầu là 12 nhân cho A cộng B, 12 nhân cho A là 53 phần 36. Có vẻ như đáp án có sự nhầm lẫn, vì như đây là 4 phần 9 bằng 20, 23. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra lại cái biểu thức này thầy bấm để chính xác hay chưa. Đầu tiên là căn bậc 2 của x, tiếp theo là căn bậc 2 của x mũ 3 nhân cho y, đây là y. Tiếp theo là căn bậc 3 của x nhân y mũ 2, tiếp theo là x mũ 5 nhân y. Rồi, như vậy là thầy sẽ sửa lại một cái phương án, thầy thể thêm một phương án y là bằng 20 như vậy. Các bạn hãy làm như kiểu tự luận tìm ra y là xem thử như thế nào. Và đương nhiên nếu là tự luận thì chúng ta sẽ làm như thế này, mà nếu trắc nghiệm thì chúng ta có thêm một công cụ để chúng ta hỗ trợ. Chúng ta quay bài tập số 6, yêu cầu giải phương trình. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng công thức đó chính là log ax bằng bằng b, thì khi đó chúng ta sẽ tương đương là x nó sẽ bằng là a mũ của b. Chúng ta khi việc là mũ lên là xong. Đương nhiên là bên trong cần phải có điều kiện kèm theo. Bài này log 3 của x bình trừ 2x bằng bằng 1. Nếu nói về điều kiện thì các bạn hãy lưu ý cho thầy là cái cơ số phía dưới nó sẽ dương các 1 và x đây nó sẽ là dương. Nhưng đối với cái phương trình này thì chúng ta không cần đặt điều kiện là x bình trừ 2x dương. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta sẽ tương đương là x bình trừ 2x nó sẽ bằng là 3 mũ 1. Thì đương nhiên nó sẽ đảm bảo cái việc dương đó, nên chúng ta sẽ tương đương luôn và chúng ta không cần đặt điều kiện đối với phương trình này. Thì từ đó chúng ta sẽ giải ra được là hai giá trị x là x bằng bằng trừ 1 với là x bằng 3. Đây, 1, 5, 3 với các hệ số là 1, trừ 2, trừ 3, 1, trừ 2, 3 với là trừ 1. Như vậy tổng của chúng ta đây là 9 cộng 1 là 10. Thầy sẽ làm thêm bài tập số 7 và các bài tập còn lại thì thầy sẽ để dành cho các bạn. Và thầy lưu ý là ở cuối video thầy sẽ chèn thêm một cái video thầy đã làm từ năm ngoái, tức là cái phần chúng ta sử dụng máy tính để rút gọn. Thì cái phần đó thầy làm khá lâu nên đôi khi âm thanh nó hơi nhỏ hoặc là có một số chỗ nó chưa được rõ ràng, thì các bạn hãy chịu khó xem. Có vấn đề gì chưa rõ hãy để lại một bình luận bên dưới video. Nếu thấy hay thì các bạn hãy nhấn vào nút like, nếu không thích thì hãy dislike. Chúng ta bắt đầu bài tập số 7 này. Chúng ta sử dụng cái công thức như sau, tức là chúng ta đang giải bất phương trình, nó cũng giống như là chúng ta việc đi so sánh logarit. Đây, thầy sẽ chỉ cho các bạn. Như vậy bất phương trình logarit, nếu các bạn để ý cơ số lớn hơn 1 thì nó sẽ không đổi chiều, tức là b nó sẽ cũng là lớn hơn c. Nhưng cơ số khi nó dương bé hơn 1 thì khi đó ở trong phương trình là b lớn hơn thì chúng ta sẽ tương đương là b nó bé hơn, tức là đổi chiều. Như vậy chỉ cần nhớ thầy là cơ số lớn hơn 1 không đổi chiều mà bé hơn 1 thì đổi chiều. Nó cũng khá giống một số công thức chúng ta đã học ở các bài trước. Thầy quay lại bài này, các bạn để ý đây là cơ số 1/5. Như vậy 1/5 là dương bé hơn 1 thì đương nhiên chúng ta sẽ đổi chiều lại. Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một số bài toán rút gọn biểu thức.
trong trường hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logic. Bằng cách chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp là chúng ta sẽ làm từ luận thông thường và kiểu thứ hai để chúng ta sẽ sử dụng Casio. Chúng ta không thể phủ nhận là máy tính bỏ túi Casio chúng ta khá nhiều trong việc là tính toán cũng như là rút gọn biểu thức hay lấy đơn cử như câu số 8. Chúng ta có thể sử dụng Casio, chúng ta xử lý khá nhanh như sau. Yêu cầu là tìm cái dạng lũy thừa của biểu thức này thì nó là dạng là A mũ M, và chúng ta đi tìm M. Đây chính là cái mấu chốt của vấn đề. Chúng ta đi tìm M thì chúng ta có thể sử dụng là loga cơ số A của A mũ M thì nó sẽ được M. Như vậy ở đây chúng ta chỉ việc nhập vào loga cơ số A, sau đó chúng ta sẽ nhập y chang căn bậc 2 của A nhân căn bậc 3 của A nhân tiếp căn bậc 3 của căn bậc 4 A mũ 3. Chúng ta nhân tiếp căn bậc 2 của A. Và chúng ta chỉ việc cho A là số bất kỳ. Đương nhiên là nó phải đảm bảo là A nó phải là khác 1. Chúng ta có thể chọn A bằng 2 chẳng hạn. Như vậy chúng ta có ngay là 103 chia cho 144. Như vậy là chọn đáp án C. Sau khi chúng ta tìm được giá trị M 103 chia 144, như vậy cái dạng lũy thừa nó là A mũ 103 chia 144. Chúng ta qua câu số 9. Câu số 9 nó có hai giá trị là AB thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì tương tự như câu số 8, thì câu số 8 ta dùng là cái cơ số A, thì ở câu số 9 này chúng ta sẽ cho cơ số nó là A nhân B, và cái biểu thức chúng ta sẽ nhập vào y chang căn bậc 2 của A nhân tiếp căn bậc 3 của AB. AB chúng ta nhân tiếp căn bậc 3 của B, chúng ta nhân tiếp. Ở đây nếu chúng ta sử dụng căn bậc 4 liền thì nó sẽ nhảy cái B lên, như vậy chúng ta sử dụng dung nhân nhân tiếp với căn bậc 4 của A mũ B B, và cuối cùng chúng ta nhân cho căn bậc 2 của AB. Thì ở đây chúng ta có hai giá trị AB, như vậy muốn tính A thì chúng ta sẽ cho B bằng 1, như vậy chúng ta cho A bằng 2, B bằng 1. Chúng ta ra số mũ của A là A mũ 103 chia cho 144. Cả bốn đáp án này đều có A mũ 103 chia 144. Chúng ta muốn tính B, chúng ta chỉ việc cho A bằng 1, B bằng 2, 59 phần 144, như vậy đáp án B. Những câu như câu số 9 này, đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng máy tính Casio, chúng ta sẽ giải quyết nhanh gọn hơn là chúng ta tính bằng tay thông thường. Nhưng mà câu số 7 này thì chúng ta giải quyết như thế nào? 30 giây quảng cáo bắt đầu. Các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3, click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả, cũng là xem thêm những video phù hợp với mình. Thì đầu tiên thầy sẽ làm theo kiểu tự luận trước, bởi vì chúng ta dễ dàng chúng ta thấy ngay ở đây là m mũ 2 căn 2 trừ n mũ 2 căn 3, thì đây chính là hàm hóa thức a bình trừ b bình. Nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta có thể khai triển ra, tức là m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3 nhân n m mũ căn 2
cộng n mũ căn 3. Còn khi chúng ta đã quen rồi thì hoàn toàn là chúng ta có thể nhẩm qua bước này, chúng ta qua thẳng bước rút gọn, tức còn lại là m mũ căn 2 cộng n mũ căn 3. Chúng ta chia cho m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3, chúng ta trừ 1. Tới đây chúng ta chỉ việc là quy đồng lên. Chúng ta trừ cho chúng ta rút gọn m mũ căn 2 trừ m mũ căn 2 là hết, trừ với trừ là cộng, còn lại là 2 nhân cho n mũ căn 3 chia cho m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3. Như vậy đây chính là đáp án B. Còn bây giờ nếu chúng ta sử dụng máy tính Casio thì chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta bắt đầu. Thì khi sử dụng máy tính Casio, ngoài việc chúng ta nhập biểu thức này vào, sau đó chúng ta trừ lần lượt cả bốn phương án A, B, C, D khi nào xuất hiện số 0 hoặc số rất lần bằng 0 thì khi đó chúng ta chọn. Thì nếu sử dụng như vậy thì một số bài nó lại không hiệu quả bằng. Thì chúng ta cùng xem thử câu số 7 này, chúng ta có làm cách nào khác mà nó nhanh hơn hoặc là hiệu quả hơn không nhé. Đầu tiên, chúng ta cũng nhập phương thức này vào, chúng ta thay m bằng a và n bằng b. A mũ 2 căn 2. Nhớ là chúng ta sẽ chuyển hết, chứ không nhiều khi nó để cái dấu trừ này ở phía trên mũ. Trừ b mũ 2 căn 3 a mũ căn 2 trừ b mũ căn 3 Chúng ta để ý rằng những cái phương án này khi với phía sau này nó có cái đặc điểm nó gần như là như nhau. Ví dụ như hai phương án AB ở phía sau nó đều là 3 mũ căn 3 chia cho cái mẫu, bên này là n mũ căn 3 chia cho mẫu, chỉ khác là số trừ 2 với là số 2, tương tự là CD. Thì chúng ta tận dụng điều đó, chúng ta có thể là chúng ta đem chia cho ở đây là n chính là b, tức là chia cho b mũ căn 3 chia cho a mũ căn 2 trừ b mũ căn 3. Như vậy nếu đáp án là a hoặc là b thì chúng ta sẽ có ngay đáp số là trừ 2 hoặc là 2, thì khi đó chúng ta sẽ chọn ngay. Chúng ta gọi ở đây là bấm nhầm một cái dấu ngoặc tròn, không phải ở chỗ này. Chúng ta gọi, ví dụ là gọi, chúng ta có thể gọi a bằng 2, b bằng 3 chẳng hạn. Chúng ta có ngay đáp số là số 2. Như vậy đây là đáp án B. Nếu cả nếu ngay chỗ này nó ra cái đáp số là không phải là 2 hoặc là trừ 2 thì đương nhiên chúng ta loại cả a b, và chúng ta qua chúng ta chỉ chỉnh sửa đôi chút ở chỗ này.
là chúng ta thay bằng m mũ căn 3, tức là a mũ căn 3. Như vậy giúp chúng ta tiết kiệm khá nhiều thời gian so với chúng ta cứ việc kiểm tra lần lượt. Như vậy câu 7 là đáp án B. Chúng ta tiếp tục. Câu số 10. Câu số 10 này thì tương tự như là câu số 9. Chúng ta có thể bấm nhanh như sau. Có hai giá trị AB, như vậy ở đây thầy sẽ nhập vào AB. Chúng ta nhập y chang biểu thức thẳng tính ở trình tự là căn bậc 3 căn bậc 2 của A mũ 6 B mũ 24 ở dưới mẫu căn bậc 2 của A B bình nhân tiếp căn bậc 3 của A bình B. Đầu tiên chúng ta tính số mũ của A thì chúng ta cho A bằng 2 chẳng hạn, B bằng 1. Ra vào 6, như vậy A mũ 1 bằng 6. Trong 4 đáp án này chỉ có đáp án A là có A mũ 1 bằng 6. Thì chúng ta có thể kiểm tra tiếp B xem thử như thế nào. Chúng ta cho A bằng 1, B bằng 2. B mũ 17 bằng 6, đáp án A. Câu số 11. Câu số 11 này nếu ta xử lý bằng tay nó cũng khá là nhanh và nhiều khi còn nhanh hơn là chúng ta bấm máy. Thì ở đây đây là A mũ 1 phần 2. Ở bên đây là A mũ 1 phần 4 nhân cho B mũ 1 phần 4. Chúng ta chỉ việc rút ra. Ví dụ như thầy có thể giải tay nhanh như sau. Sau đó là thầy sẽ hướng dẫn là bấm máy. Ở đây A mũ 1 phần 2 cộng cho A mũ 1 phần 2 4 nhân cho B mũ 1 phần 4 ở dưới mẫu là A mũ 1 phần 4 cộng cho B mũ 1 phần 4 cộng cho cái phân thức thứ hai là A mũ 1 phần 2 trừ B mũ 1 phần 2 dưới mẫu A mũ 1 phần 4 trừ B mũ 1 phần 4. Chúng ta tương tự chúng ta rút cái số mũ nhỏ ra, tức là A mũ 1 phần 4. Thì khi chúng ta rút A mũ 1 phần 4 ra thì chúng ta sẽ còn lại là A mũ 1 phần 4 cộng B mũ 1 phần 4 rút gọn hết. Thì ở trước này chỉ còn lại A mũ 1 phần 4. Chúng ta cùng tiếp. Cái ý thứ hai đây chính là hàm lượng thức. Giống như là A bình trừ B bình thì ra A trừ B nhân A cộng B. Thì nó sẽ là A mũ 1 phần 4 cộng B mũ 1 phần 4 nhân cho A mũ 1 phần 4 trừ B mũ 1 phần 4. Thì khi đó rút gọn sẽ còn lại là A mũ 1 phần 4 cộng cho B mũ 1 phần 4. Thì chúng ta có ngay đây chính là đáp án B. Đây chính là hai lần căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B. Đây là đáp án B. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng Casio giải quyết thì chúng ta giải quyết như thế nào? Vì một số bạn đôi khi kỹ năng tính toán chúng ta dùng khá chậm nên ta sử dụng Casio chúng ta sẽ giải quyết. Biến thức này nó khá cồng kềnh, như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào căn bậc 2 của A cộng
căn bậc 4 của AB chia cho căn bậc 4 của A. Cộng cho căn bậc 4 của B. Chúng ta cộng tiếp cho căn bậc 2 của A trừ căn bậc 2 của B. Chúng ta chia cho căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B. Nếu bây giờ chúng ta muốn trừ cho mỗi đáp án như thế này thì cái máy tính ở phía sau nó chúng ta không có đủ bộ nhớ để chúng ta tính, thì chúng ta có thể làm xử lý như sau. Chúng ta có thể chọn hai giá trị AB, chúng ta tính toán ra, chúng ta gán vào C, sau đó chúng ta lấy C chúng ta trừ đi lần lượt bốn phương án. Ngoài ra chúng ta có thể xử lý như sau. Ví dụ như đáp án AB nó cùng cái dạng là hai căn bậc 4 của A, một cái là trừ, một cái là cộng. Thì như vậy ở đây thầy có thể xử lý như sau. Thầy sẽ là trừ đi 2 lần căn bậc 4 của A. Mới tính bắt đầu là không đủ chỗ để chúng ta chèn thêm cái biểu thức nữa. Bắt đầu gọi, đây gọi ra hai giá trị đảm bảo là những cái biểu thức này nó sẽ có nghĩa. Ví dụ chọn A bằng 2, chọn B bằng 3 chẳng hạn. Ra giá trị này chúng ta đang kiểm tra xem thử là đáp án A hay B trước, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra qua C hoặc là D. Như vậy sau khi chúng ta trừ đi hai căn bậc 4 của A thì nó ra một số dương. Như vậy là đương nhiên đáp án A là không phải, bởi vì chúng ta sau khi trừ ra nó còn lại là một số âm trừ căn bậc 4 của B. Như vậy A chúng ta loại. Chúng ta xem thử cái giá trị này nó có phải là căn bậc 4 của B không. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chỉ việc là mũ 4 lên. Bằng 3. 3 chính là cái giá trị B khi nãy của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ chọn ngay đáp án B. Ngoài ra chúng ta có thể là chúng ta tính giá trị biểu thức này, chúng ta gán vào C, sau đó chúng ta có thể là lấy C chúng ta xử lý sau. Ví dụ như chúng ta có thể lấy C trừ đi 2 căn bậc 4 của A và đây là một số dương. Như vậy A loại. Chúng ta xem thử nó có phải là căn bậc 4 của B không. Như vậy là mũ 4 bằng B khá nhanh và hiệu quả. Như vậy nếu mà mũ 4 lên nó không phải bằng 3 thì đương nhiên là đáp án B của chúng ta sẽ là loại đi. Thì khi đó chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý CD và chúng ta sẽ xử lý khá nhanh. Thì còn câu số 12 thì thầy để dành xem như đó là bài tập về nhà. Khi em thể lấy máy tính Casio ra, thầy chúng ta bấm máy thử xem thử có phải là đáp án C hay không, và chúng ta bấm máy như thế nào cho hiệu quả và nhanh nhất. Thì ở những video sau thầy sẽ tiếp tục chia sẻ những cái thủ thuật Casio cũng như là cái cách chúng ta giải quyết phương trình mũ, phương trình logic sao cho hiệu quả nhất, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng Casio. Đôi khi một số bài chúng ta phải kết hợp giữa tự luận và Casio. Thì hẹn gặp lại ở video tiếp theo.
Các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube Tốn Hóa 3 để nhận những video mới nhất từ thư viện.